Đó, cô chú coi kìa. Đó, anh cho con dẫn nhau đi kìa. Đố cô chú giờ đi đâu nè. Yêu. Đi, let's go. Đi ăn kem. You wanna go get some ice cream? Go. Okay, go let go get some ice cream. Be careful. Be careful. Oh my god. Đi đi con. Đi 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 đi, lẹ lên. Ba dẫn con đi, nắm tay đi. Nắm tay ba thịt. Ai mượn con? Đi 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 đi. Ủa, ủa ba đổi xe qua bên đây nè hả? À, hái gì đi? À, chay nói nè, đi con chay nói nè, đi ăn kem. Ăn kem. Con nói đi kem. Đúng rồi. Let's go. Let's go. Say let's go. Đúng rồi, giỏi quá. Go. Good job, Jady. Bây giờ chay đi ăn kem nha cô chú. You know what? Before we have ice cream, why don't we go to the park real fast? Okay, play in the park and we'll burn some calories before we ingest more calories. Yeah, ba chay nói là bây giờ là trước khi đi ăn ice cream là mình đi công viên mình chơi. Ice cream. Con nói đi. Ice cream. Ice cream. Kem. Đúng rồi. Cô chú thấy chay giỏi chưa? Nói tiếng Anh chay cũng nói được mà tới nói tiếng Việt chay cũng nói được luôn. Ha? Ice cream. Đúng rồi, kem. Đây nè, cái dây đeo nó dơ quá nè, phải gỡ vô giặt cho bà cố giặt rồi cho sạch nè. Cho con nước con độn dính ra trong đó chứ chi nữa. Coi ngồi nè, ngồi y như người lớn không bà ngoại nè, ngoại ngồi coi nay bà ngoại thấy chay ngồi y như người lớn không ngoại. Đã đời thì cái chứ. Vui không? Vui. Dạ vui. Vui. Con nói a hi hi. Rồi bây giờ đề máy sao? Để máy sao? Lại đi, để đi. Cái đó đâu phải để máy. Để mạnh lên. Wu 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 hả? Mạnh lên. Nè, nè nha. Baby say đề máy. Đề máy. Để máy đi. Máy. Máy hả? Còn nói đề. Đề. Chạy đi, nói đề. Ai sim gì mệt quá, nó đề máy. Thôi bây giờ mình đi kiếm bé Na chơi nha. Con nói đi Na Na. Na Na. Anh thôi Na Na. Na Na kinh phim mình lại cười nữa. Con nói bê coi, nói bê coi. Bà cố bà nói bê sao? Bê bê. Quay qua đây nhìn mẹ nè. Quay qua nhìn mẹ. Mẹ. Ừ mẹ nè, nói bê bê. Nói lớn lên. Bê. Rồi xuống. Xuống ba bồng xuống, ba bồng xuống. Con nói xuống. Đúng rồi. Rồi ba bồng xuống kìa. Let's go run around the park real quick. Nó còn nó bung bung ra kìa đó. Đó là đó. Nó đó. Rồi, đi. 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 Park. Đi. Kéo áo xuống rồi. Đi từ từ thôi nha. Đi đàng hoàng. Đi không ấy té nữa nhớ không? Cái trường này á, nếu như mà vẫn còn ở đây là mong muốn Ngọc cho chị đi học trường này nè cô chú. Đây là một trong những cái trường tốt của cái khu Ngọc sống đó. Sát bên nhà luôn. Thôi nói cho chay sáng tự đi bộ đi học cũng được nữa. Lại đi học từ lớp 1 cho tới lớp 5 đó. Đó là trường đó đó. Trường này đó. Cái chỗ này nói chung là cái gì đó. Học sinh đi ra chơi là đi chơi chỗ này nè. Chơi bây giờ đi vô trước là nói chung là để làm quen với trường, phải không? Để vô mình hối lộ cô giáo đồ này kia vậy đó. Ủa, cô nhớ không? Cô nhớ ngày xưa cô gặp tôi không? Tôi dễ thương, ngày xưa tôi dễ thương lắm. Bây giờ tôi lớn lên tôi quậy chút xíu thôi, rồi đã vậy đó. Giống như là cô giao cô nhớ ngày xưa kỷ niệm ngày xưa thì có gì cô bỏ qua chút cho ngồi copy bài rồi vậy đó. Mẹ nó nói chuyện như khùng như điên á chàng hả? Đó, ủa lụm đó làm chi vậy? Hả, nhặt hoa rơi hả? Đó, coi đã không, mới thương không? Đó, chạy lon ton. Sao tại sao hôm nay lại không thấy bóng dáng của một cô giáo nào vậy?
Rồi cái tướng kìa. Ê đứa ghe nè, lên xích đu chơi. Lên xích đu. Đi lên xích đu, lẹ lên. Lên xích đu, ngồi xích đu đi. Gì lẹn đó hả? Để đó xúc cát hả? Cát. Cát hả? Rồi đi từ từ thôi nha, té nha. Xúc cát đi con. Rồi cát dính dép. Đứng hình 5 giây. Coi kìa, có cái chân ghẻ lát không nè. Đó, đài làm người mẫu mà chân ghẻ lát vậy sao làm người mẫu? Bởi vậy. Rồi coi đây đi kìa. Sợ dơ lắm. Sợ dơ dữ lắm. Dơ sạch đồ dữ lắm. Lớn nghe chưa? Thôi, coi tướng ngồi lớn lớn dễ sợ không cô chú? Lớn ghê luôn á. Coi cái chân kìa, cái chân không muốn đụng cát, cái chân cứ quíu lại kìa. Coi lớn dễ sợ không? Chân toàn ghẻ lỡ đồ không à. Thắt lào lăn ben được không? Coi dừng té nha. Yêu cái gì đó. Cái gì á? Dục đi. Dục. Đúng rồi. Đụng ba cái đồ tầm bậy không à. Té từ từ thôi con. Mình phải là giữ cái chân cho nó sạch sẽ đâu. Lớn lên mình làm người mẫu hậu chứ. Chà, trong đây cũng có bữa nay cũng có một vài đứa nít rồi chay anh kia đẹp trai quá rồi chay lại nói chuyện thôi. Chay mẹ chỉ con nè, đừng có chạy, đi lại đây chơi xích đu với mẹ nè. Đây nè, lại đây chơi xích đu với mẹ nè, đi hurry up. Yeah, good job Jay. Đi nhìn lên mẹ nè, nhìn lên mẹ, làm gì nhìn đất không vậy? Nhìn mẹ đi để mẹ đưa con nữa nè nha, để mẹ đưa nha. Đó. Dễ thương quá. Yeah, no wonder it was so blurry. And I was like, what's wrong with this? I recorded it like slow motion, Jay. Pretty funny. Jay đi. Come. Now giùm mình nào. Ba. Wow. Quẩy lên bạn ơi. Cười. Cười chi. Chạy đi say chi. Tôi nói kìa. Đó, bây giờ đó. Đó, bây giờ ngày xưa là mẹ ngồi, mẹ với chay. Đó, bây giờ chay tự ngồi mình được rồi chứ cô chú. Chay bây giờ khôn lớn rồi. Để tiếp bẹt. Ơ, xuống à. Wow. You did it, JD. You did it. Good job. Em ấy bây giờ đã khôn lớn. Có thể tự đi trên đôi chân của mình được rồi. Có thể tự bay nhảy rồi. Có lẽ em ấy đã không cần mẹ của em ấy nữa. Khùng dễ sợ. Rồi coi đi cái tướng kìa. Ngày xưa đó cô chú nhớ không? Dẫn vô đây. Cũng cái gì ngày xưa mới cách đây mấy tháng chứ mấy. Dẫn vô đây còn quá non nớt. Ngôi trường này còn quá lạ lẫm với em. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đã đóng chùm trường. Trường tiểu học. Trời kìa, anh ấy đẹp trai quá kìa. Lại say hai liền cháy. Rồi. Lại say hai liền. Nhánh chân lên kẻo lỡ. Mình là mình. Đó, thấy chưa, nó kêu kìa. Rồi cô chú coi chấm coi anh này được không? Trời ơi, coi bà đi kìa. Đó, bà đi. Từ từ nha. Đi đường đó xa quá con, nhảy xuống luôn. Kìa, trời ơi, anh lên cứu con kìa. Hey, what's up? Trốn rồi, anh trốn mẹ rồi. Anh thấy mẹ dữ quá, mày la cái anh trốn luôn rồi. Rồi, thấy chưa? Rồi từ giờ về sau, còn ai dám theo đuổi chay nữa đây? Khi có một người mẹ bám sau đuôi như vậy. Ấy trời ơi. Từ từ thôi. Chết rồi. Chay mà đi hẹn hò với bạn trai mà dẫn mẹ theo là một cái bài toán này là thấy chơi giải không ra rồi đây. Suốt cuộc đời chạy là ở giá rồi đó. Đó, ở giá giống y chang vậy đó. Đó, ngồi y vậy ra đó. Nhìn ra khung cửa sổ. Cứ nhìn mấy anh đi qua đi lại rồi vậy xong. Thế là có mẹ là thay chịu thua đó. Trời, ở bên đây rành dễ sợ chưa? Sau mấy tháng không đi, ở bên đây rành dễ sợ chưa? Trời ơi, trời ơi, coi đi sụt lùi kiểu đó. Không, đứng lại đó con, đứng lên con. Cháu có cần đi kiểu đó, đứng lên. Đúng rồi. Mình lớn rồi mình đâu có bộ. Đúng rồi, high five.
Yay! Rồi anh kia lại anh kia lại bãi cỏ ngọn lết luôn rồi chơi kìa. À, đi cầu thang không? Đi cầu trượt không? Cầu trượt đâu? Đó, cầu trượt sau bao năm tháng không có chay. Cầu trượt đổi màu luôn, từ màu đỏ mà xài đổi thành màu đen luôn. Thấy không? Cầu trượt này mà tới khi mà chay đi học cái này là thành chuyển thành màu đen luôn luôn á, chứ không còn màu đỏ nữa. Chạy đi lại chơi cầu thuộc đi con. Sao cái này con đi ngang lại hoài vậy? Trời ơi coi làm bộ kìa. Có gì mà thú vị dữ vậy chạy? Trời ơi đừng kéo áo, bỏ áo xuống. Đó kìa, đó là thấy chị leo, là bắt chiếc leo đi. Dữ chưa? Đó bắt đầu trượt xuống này, này chạy lật. Ủa chơi cầu này trượt vậy hả? Trời đất ơi, thấy không? Thấy tôi dành đồ chơi Việt Nam ơi, đồ chơi của Mỹ kìa chưa? Nó trượt là nó lấy hai cái tay nó kẹp cái nách đó, rồi vậy là cái cầu trượt này đen là biết lý do tại sao rồi. Trời đất ơi, tưởng nó ngồi bằng cái đít nó xuống rồi nó trượt. Riết rồi thời theo năm tháng và thời gian thì cái cầu trượt nó vậy, ai ngờ nó kẹp bằng cái nách nó trượt xuống hai cái nách. Thôi xong luôn. Xong luôn rồi. À, cha bữa nay nhiều. À, trời ơi vô tình chúng ta đã chạm vào nhau. Can you say sorry? No, he gotta say sorry. Vô tình chúng ta đã chạm vào nhau rồi. JD, you wanna play this? JD, go. Look, you wanna play on that? Yeah, go, come over. Lại đây, lên đây, mẹ cho ngồi nè. Ủa, ngồi sao ta? Ngồi này ngồi sao ta? Con ngồi được không? Được không? Được, đưa lên chơi nè. Trời ơi, đi. Đó, chim cánh cục đó. Đi y như chim cánh cục luôn, đi hai cái tay sải tại vậy đó. Vui quá cô chú ơi. Hôm nay là vui như đám cưới luôn. Rồi. Hồi nào giờ là mà lâu lắm rồi mày đâu có quay chơi đi chơi vậy. Bữa nay mày được về sớm. Nói nào ngay là được về sớm chứ không gì hết á. Rồi nè, coi hai mấy chị đó mà ấy cái là chúng con là thấy bà này chơi nè. Đó, hai cha con cho chạy về tuổi thơ. Wow. Okay, and then daddy next to her. Ready? One, two, three. Chơi chơi. Trời ơi, nhìn trưởng thành như trời 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 trời, có hai cha con rồi. Ai chơi cái này mà có cái chỗ dựng máy á, cái ngọc lên ngồi luôn là ba mẹ con xích đu luôn đó. Trời đất ơi, đâu có chỗ nào dựng máy đâu trời. Trời ơi, coi ba nó kìa, chơi thiệt luôn chứ không phải chơi giỡn. Ba nó làm này là làm thiệt. Trời ơi. Thôi ba quá cỡ thợ mộc rồi chơi ơi. Trời, baby stop it. You're too much. Trời ơi. Baby, that's not good for your eyes. Honey, I'm just swinging. No. Just stop it. Oh my God, you scare me, man. Trời ơi trời. Ba nó chơi giỡn mà giờ ba chơi thiệt luôn rồi chú ơi. nhà này còn là con nít chứ không có người lớn. Nhà này có trong nhà này có một mình là Ngọc lớn à. Còn hai người này là hai người nít nè. Coi được không? Baby, don't hit her. I'm trying to turn towards her. Hay quá, ba giỏi quá. Chạy làm giống ba đi. Wow, baby, don't hit her that. Vui không? Vui không con? Vui không? Xuống đây rồi, giờ con xuống đi, con từ từ con xuống nè, xuống đây, xuống sao, tự xuống sao? Wow.
One chu chi cho chai. Chay giỏi quá. Hold it tight. Don't let go. Quá thương không? Quá thương không? Quá luôn. Đó, hồi nãy giờ cũng là câu chuyện xích đu nữa đó. Rồi đó, bây giờ ngày xưa là ngồi chơi với mẹ, rồi giờ chơi mình. Cái sau này là chơi với đẻ con ra, cái ngồi chơi với con đó. Có một cái xích đu thôi mà mẹ vẽ ra nguyên một cái kịch bản luôn. Cô chú thấy mẹ hay không? Thấy mẹ chơi hay không? Quên. Nguyên một cái kịch bản là tôi nói cả cuộc đời luôn. Rồi xong sau này bà cái rồi cái sau này biết làm gì? Sau này chơi có con, xong rồi cái con chơi có con rồi. Rồi gì ta? Có con, rồi xong rồi cái bắt đầu Ngọc có cháu. Đó, cái Ngọc ra một bồng cháu chơi. Thấy không? Thấy cái câu chuyện của cuộc đời của Ngọc hay không? Đi đại chơi banh với ba nữa kìa. Go. Đừng chạy, don't run. No running. Đó, chim cánh cục đó. Chơi chạy một chơi chơi. Đó, đó, đi lại kia nữa cho nó đụng nữa đi. Chơi cô chú chơi chơi một cái là bắt đầu chơi biến hình. Đó, mà mỗi lần cô chú thấy chơi mà để hai cái tay giống như chim cánh cục là đại chơi đang hóa thành chim cánh cục đó. Wow. Có gì dưới? Con nhìn xuống đây, nhìn xuống coi có gì ở đây không? Có gì không? Có gì đáng để coi không? Không. Đừng có chạy chay ơi. Lát hết mấy cái đầu gối rồi. Thôi thôi, đừng bây giờ mình đừng lại cái đi, cái đám bự bự đó chơi đi, cái đám đó quá bự. Tự một mình đi chơi đi nha. Đừng có lại cái đám này. No 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 no. Nhô nhô. Nhô nhô. Đây 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 đây, cái đám này con chơi không lại nó rồi, cái nó rồi cái là trúng là con khóc đó. Đi 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 đi. Đi đi. Chia tay sớm bớt đau khổ. Mà sao đau khổ dữ vậy? Hả? Rồi bây giờ mày đi cắt xếp kế bên con nha. Con trổ tài cho mẹ coi đi. Coi chừng té nha. Cái này té là dập mặt đó. Ngồi xuống. Quay. Giỏi quá. Nữa không? Nữa đi, nữa đi. Nữa đi. Rồi giờ đây con nó làm gì vậy? Rồi đừng nó nói nó leo lên cao. Nó đi lên, nó đi leo lên cao rồi nó chuột xuống nha. Thôi xa cao lắm á. Cao lắm luôn á. Trời đừng nói lên thiệt luôn nha. Ready? Count to three. Count to three. One, two, three. Whee! Nữa không? Nữa không? Nữa không? Count, let's count. Một, hai, ba. Whee! Good job, Jay. Now let her run over there and reset. One. Two, three, do it! Good job. Đó, cô chú ơi, ba chay đang mua kem. Giờ chay lái xe đi chay. Bíp bí. Bíp bí. Bíp bí. Đó, giờ nó kiếm đồ, nó dọc đó. Đó. Đó, thấy chưa? Cái tay nó có ngưng không? Không hề ngưng một giây một phút nào hết. Lái xe đi, lái xe chở mẹ đi đi. Mẹ là cái đường xá là mẹ không rành rồi đó. Con rành con chở mẹ đi đi. Excuse me. JD, stop, stop it. Không, no, no, no. Trời ơi, người ta đứng người ta. Yeah, you found the horn, huh? Yeah. You're so silly. Yeah, you were doing that. Đó, có được không? Oh. Yeah, we got it. Ooh, you see the ice cream? You want some? Yes. Đi vô nhà ăn nha con. You want it? How much? Say this much.
How much do you want, JD? You say this much. Ba dam? Yeah, I think that's close to this much. Ngon không? Ngon hả? Anh chưa biết con. Sao? Do you even know what it tastes like? It could taste nasty. Yeah, nasty. Oh my God, she's really trying to say words. Yeah, because I say lots of words to you, right? I say lots of words. Come on, honey. Let's go sit on the boat and eat some ice cream. Oh, wow. That is so special. She was in the lake today. Mm-hmm. No life vest. Oh, good for you, JD. I'm so happy for you. Yeah, she was jumping into my arms. I parked where it was like 4 feet. Mm-hmm. Look like it's gonna rain. Yeah, it might. Really? Hopefully it doesn't. Game. We're gonna eat some ice cream. Rồi. Ngồi xuống. Oops, sorry. Ngồi thẳng lên con. Maybe sit her up a little bit. You wanna sit up a little bit? Yeah. Ai ăn mà nó ngồi kiểu gì lạ lùng rồi. Rồi, ăn đi con. Con nói này mẹ. Kim. Oh. Wow. Ăn đi. Let me help you. Let me clean it off the spoon off for you. Mmm. Mmm. Ew. Mmm. Cầm cái muỗng ăn đàng hoàng. Ew. Mm. Wow, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Con nói dạ ngon. Trời ơi, cái gì vậy? Gì? ăn sao nhìn mặt đau khổ vậy? Ngon không? Chịu không nổi. Baby, that's too big. Just a little bit. Nghĩ sao mà múc cái muỗng kem mà nó lạnh mà đưa cho nhỏ cái muỗng kem bê lớn đó vậy sao ta? Xí thôi. Đó, vậy là đủ rồi đó. Ăn vô nó lạnh răng, lạnh miệng đâu này kia bởi vậy. Have some yourself, baby. No. Have a little bit. It's really good. Rồi, con ăn đi. Wait until JD finish. You gonna share? Trời ơi, con ăn lia lịa kìa, con ăn lia lịa không? Nó ăn không hề nghỉ ngơi luôn. You gonna share? Ăn đàng hoàng, bỏ vô đàng hoàng chứ con để đâu à? Đó, cô chú coi kìa. Bây giờ chay chuyện tình thì bây giờ mẹ sẽ kể cho chay cô chú nghe chuyện tình của chay và ly kem. Thì ngày xưa có một cô bé cỡ chừng khoảng 21 tháng tuổi đời. Yeah. Em bé ấy rất là thích ăn đồ ngọt và đặc biệt là ăn kem. Thì một hôm nọ ba cô bé và mẹ cô bé chở cô bé đi mua kem ăn. Thì cái hộp kem này cũng không biết bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà bé chỉ thấy kem là bé thích thôi. Thì cái muỗng đầu tiên cô bé đưa vô thì cô bé rất là hào hứng. Cô bé cắn nhai. Rồi xong cô bé nói ngon. Đó. Là thấy là quyết định được hũ kem này là một con hũ kem thần kỳ rồi đó. Rồi coi nè. Đó. Thấy chưa? Rồi sau đó cô bé cầm cái muỗng múc đổ kem tùm lum ra ngoài hết. What are you saying, baby? Are you narrating the whole thing? And there, she puts the spoon on the towel. Chồng Ngọc nói, Ủa Ngọc Ngọc nói gì? Ngọc đang tường thuật lại. Ew. Cái chuyện tình chay và kem. Oh, it's just so dirty. Here, let me help you. Rồi xong rồi cái khi mà cái kết cục của chuyện tình chay và kem này là cô chú biết cái kết cục này là như thế nào không? Right. Rất là ly kỳ và hấp dẫn. Là một chút nữa là cỡ chừng khoảng 5 phút nữa là cô chú sẽ thấy chay là đi vô nhà tắm. Tại vì sao? Quá dơ. Đó, cô chú thấy câu chuyện mẹ kể hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Kể mà người ta mà người khỏi cần nói, người ta cũng biết cái kết bài là cái gì luôn mà cũng kể nó luôn á. Ý, thấy chưa? Ăn y như ăn cháo vậy đó. Ăn kem mà y như ăn cháo vậy đó. Trời mát, trời ấm quá mà kem chảy ra hết rồi, đâu có còn miếng nước đá nào đâu. Đó. Nó ăn kìa, nó ăn y như là. Biết sao? Nhanh như chớp nhí mà. Phải ăn vậy đó.
Nhà này toàn là nhanh như chớp không. Ngon mặt kem nè. Chưa đời nói không? Ngon không? Cô chú mua mốt mà chay có gì Việt Nam, cô chú vẫn chay điên kem nha cô chú. Ngon không? Điên kem Bạch Đằng hả cô chú? Kem Bạch Đằng ngày xưa là nổi tiếng lắm á. Bây giờ Việt Nam kem gì nổi tiếng cô chú vẫn chay đi ăn kem nha. Nha. Dạ đi con. Dạ đi. Nữa hả? Trời, đã quá đó. Khi mà con người đã tới được cái cung bậc của cái sự mà đã đời mà vừa ngọt mà vừa lạnh á là sẽ lắc lư. Đó là một trạng thái rất hết sức bình thường của một con người hết sức bình thường. We could only do this on Saturday nights because we, you know, Sunday we got to wake up early but not that early. Yep. Thôi được rồi đó, ăn hồi nãy giờ nhiêu đó là nhiều lắm rồi đó. Nhiều lắm rồi đó nghe chưa. JD, if you could have dinner, this for dinner forever, would you want it? No. Thôi được rồi, baby, that's too much. She's not gonna grab it all. Ngán. She's done. Ngán rồi, ngán rồi, Nguyễn thì ngán rồi. Cũng còn há miệng, há chiếc xí thôi. Because there's brownie bites in it. Baby, don't give her too much brownies. Okay. I don't like the brownies either. Ngọc ơi, kem gì mà nó ngọt. What's that? It had brownie in it? Too sweet. Ngọt quá. Rồi, xong chưa? Thì thôi nha. Cái video clip, xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay. Okay. Okay. Nữa hả? Rồi bây giờ chào cô chú trước cả ăn nè. Okay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Chay Sky Hoyer. Quên nữa, kênh Chay Sky Hoyer đã được bình luận cô chú ơi, bình luận nhiều vô cho Chay nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye sao? Bye bye sao? Bye bye. À ba đổi cái đó vô cho Chay đi. Đổi cái đổi vô đi ăn kem, đổi vô ăn kem con. Đổi vô ăn kem, để lên. Allow it to happen, JD. Rồi, ăn kem. Oh, lấy yeah. Kem cho chay ăn. Ok, ice cream. Ice cream. Cookie. Nè, này ăn kem đi. Đổi đó là ăn kem. Áo con cái thành ra cho được dọc chú xuống sông luôn bây giờ đó. Chào tạm biệt cô chú nha. Cô chú like, subscribe cái kênh của chay rồi. Hit the bell for notifications. Rồi, xong. Hết phim. The end. Baby, the end. The end picture of her. Huh? The end picture of her underneath.